hấp dẫn, bổ ích và trải nghiệm thú vị là những gì mà chương trình Chọn Trường Ư Chuyện Nhỏ mang lại. Việc lựa chọn nghề nghiệp cùng những băn khoăn về việc chọn ngành, chọn trường của các bạn học sinh sẽ nhanh chóng được giải đáp. Theo quy chế tuyển sinh, thí sinh có quyền đăng ký xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng bằng nhiều phương thức khác nhau. Bên cạnh xét tuyển bằng kết quả thi, thí sinh có thể nộp hồ sơ tham gia xét tuyển trực tiếp tại các trường có đề án tuyển sinh riêng. Bằng cách này, thí sinh sẽ tăng thêm cơ hội trúng tuyển vào ngành và trường yêu thích. Đáng lưu ý là các phương thức tuyển sinh riêng của mỗi trường có quy định khác nhau về điều kiện xét tuyển, cách thức và thời gian nộp hồ sơ. Vì vậy, thí sinh cần theo dõi kỹ thông tin tuyển sinh của từng trường. Tham dự chương trình trực tuyến, đại diện các trường có phương thức tuyển sinh riêng sẽ thông tin chi tiết tới thí sinh. Năm 2018, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi của 115 trường phổ thông trong toàn quốc. Theo đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh 82 trường trung học phổ thông chuyên và năng khiếu thuộc các trường đại học tỉnh thành trên toàn quốc. Bên cạnh đó là 33 trường trung học phổ thông thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi trung học phổ thông quốc gia cao nhất cả nước năm 2015, 2016, 2017. Điều kiện xét tuyển thẳng gồm tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018, đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12, hoặc là thành viên đội tuyển của trường, tỉnh, thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, hạnh kiểm tốt 3 năm, chỉ áp dụng một lần đúng năm tốt nghiệp trung học phổ thông. Thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 sẽ không hỏi quá khó về tính toán, theo lãnh đạo Cục Quản lý Chất lượng. Đề thi môn khoa học tự nhiên sẽ không làm khó thí sinh về việc tính toán mà độ khó câu hỏi sẽ vào bản chất, hiện tượng. Đề thi cũng sẽ bắt đầu đưa các câu hỏi mang tính định hướng thực hành, thí nghiệm để tiệm cận với chương trình giáo dục phổ thông mới. Môn toán sẽ không chỉ có các câu hỏi để học sinh chỉ cần thuộc các bước, giải toán là ra kết quả, mà còn bổ sung các câu hỏi lý thuyết toán. Vừa rồi như là một lời thôi thúc tất cả các sĩ tử hãy nhanh chóng chọn một ngành học, một trường học phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân. Và ngày hôm nay thì Phí Linh cùng với một nhân vật đặc biệt của chương trình như thường lệ sẽ giúp đỡ tất cả các bạn đi đến hành trình đó. Hãy cùng đi với Linh nhé. Của trường đây đúng không? Dạ đúng rồi. Quá là đẹp luôn. Dạ. Xin được giới thiệu với tất cả các bạn khán giả truyền hình ở bên cạnh Phí Linh ngay lúc này là bạn Nhung, là sinh viên năm thứ... Dạ thứ ba. Năm thứ ba của trường mà chúng ta sẽ cùng khám phá ngay lúc này. Xin chào tất cả các bạn, xin chào chị Linh. Thì kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 đã đến gần. Và ngày hôm nay thì Nhung muốn gửi đến cho chương trình cũng như là chị Linh và các bạn sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn nữa và am hiểu về trường mà Nhung đang theo học. Và ở đây em có một món quà gửi tặng cho chị Linh. À, một chiếc bút có ghi tên của trường rất là rõ ở đây. Điều đó có nghĩa là các bạn có lẽ là được trang bị đầy đủ bút, sách, vở, giáo án đều có logo của trường đúng không? Dạ đúng rồi. Và xin giới thiệu với toàn thể quý vị và chị Linh, trường mà Nhung đang theo học là trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Nguyễn Tất Thành University. Và đây chính là ngôi trường mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá. Linh đã sẵn sàng cho trải nghiệm này rồi. Vâng, vậy thì bây giờ em sẽ không để cho mọi người chờ đợi lâu hơn nữa. Em xin mời tất cả các bạn và xin mời chị Linh chúng ta cùng khám phá trường Đại học Nguyễn Tất Thành ngay bây giờ. Đi thôi nào. Vừa được học, vừa được chơi, thế thì còn gì bằng. Sinh viên nữ khá là nhiều, cơ sở vật chất đây là tốt, tạo nhiều các hoạt động ngoại khóa để mà các khoa, các sinh viên có thể gặp nhau, thì lúc đó nó sẽ kết nối được với nhiều bạn nữ khác. Các bạn không có bị gò ép trong cái môn học của mình à, và tôi thấy là cái điều này là rất là tốt. Ở trường này thì giáo viên rất là thân thiện. À, thầy cô giảng bài có pha chút mà hài á, vô rất là vui. Ở thư viện này thì rất là thoải mái, học
khi học hành thì không bị gò bó hay áp lực gì cả. Trường luôn đi đầu với 4 chữ là thực học, thực hành, thực danh và thực nghiệp. Môi trường làm việc thì luôn tạo điều kiện cho các giảng viên làm việc một cách tốt nhất và hỗ trợ giảng viên hết mình. Dù chỉ mới bước vào ngôi trường này thôi nhưng Linh có cảm giác được một niềm tự hào rất lớn của các bạn sinh viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành khi ngôi trường của các bạn được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì đây còn là một ngôi trường vô cùng năng động, hiện đại với rất nhiều những trang thiết bị mà có lẽ là phục vụ tốt nhất cho các bạn sinh viên. Không biết là những cảm nhận của Linh như vậy thì đã đủ chưa? Vậy chị Linh có bao giờ nghe đến Đại học Hạnh Phúc chưa? Mình chỉ nghe đến là Việt Nam là một trong những quốc gia được coi là quốc gia hạnh phúc. Còn Đại học Hạnh Phúc thì đúng là chưa nghe đến. Dạ, đó chỉ là những cái cảm nhận ban đầu của chị Linh về trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Mà không chỉ Linh, tất cả những cái bạn sinh viên hoặc là những du khách có thể đến tham quan trường Đại học Nguyễn Tất Thành đều có những cảm nhận ban đầu như vậy. Nhưng mà trường Đại học Nguyễn Tất Thành còn rất là nhiều điều thú vị, cũng như là những ấn tượng, những cái điều mà có thể trau dồi giúp cho các bạn sinh viên có được một cái tương lai rộng mở ở phía trước. Thì ngày hôm nay em sẽ dẫn các bạn và chị Linh chúng ta cùng đi khám phá những điều thú vị còn ẩn sâu bên trong của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Vâng ạ, hãy bắt đầu một ngày cùng với sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành các bạn nhé. Các bạn hãy cùng chúng tôi tham quan trường nhé. Khu tự học hiện đại mang đến không gian học tập tươi mới, sáng khoáng, thân thiện và gần gũi. Khu phức hợp thể dục thể thao giúp sinh viên giải trí sau những giờ học căng thẳng. Hệ thống trung tâm thư viện được chia làm 3 khu, đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp Đại học Nguyễn Tất Thành trở thành Đại học Hạnh Phúc. Vừa được học, vừa được làm, vừa được thưởng thức, thì còn gì tuyệt vời hơn. Dạy mỹ thuật đang thực hiện những nét vẽ em rất là trừu tượng. Đúng là nhìn Nhung cầm phấn thì Linh nhớ nhiều đến cô giáo dạy mình hồi cấp 1 á. Cô dạy mình từng nét chữ cô viết trên bảng, thậm chí có khi cô còn cầm tay mình để mình tập viết những nét chữ đầu tiên. Thật ra thì em cầm viên phấn này cũng có mục đích. Em muốn giới thiệu đến chị Linh về những người thầy, người cô của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Nhưng mà thật ra thì các thầy cô của trường Đại học Nguyễn Tất Thành không còn dùng bảng và phấn nữa. Nếu như mà không dùng phấn và không dùng bảng nữa, thế thì hẳn là các thầy cô đang được trang bị những trang thiết bị hiện đại nhất để có thể dìu dắt những người học trò của mình trong thời đại công nghệ. Đội ngũ giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành đều là các thầy cô có trình độ chuyên môn cao với hơn 2.000 cán bộ giảng viên, trong đó có 8 giáo sư, 17 phó giáo sư, hơn 80 tiến sĩ khoa học và tiến sĩ, hơn 500 thạc sĩ, trong đó có 50% thầy cô đến từ các doanh nghiệp. Ê cô kia, bắt quả tang sinh viên trong trường lại ăn quà vặt trong giờ. Cái này là không phải em đang ăn quà vặt đâu mà em đang kiểm tra cái kết quả học tập của các bạn sinh viên. Kiểm tra kết quả học tập của các bạn sinh viên mà lại được ăn bánh ngọt. Kiểm tra kiểu gì hay vậy và các bạn sinh viên là khoa nào? Đây là bánh do các bạn sinh viên khoa công nghệ hóa và thực phẩm tự làm và tự bán ở trong trường luôn.
Wow, thế thì để cho Linh kiểm tra cùng luôn xem là chất lượng có ngon không nha. Dạ vâng. Ngay bây giờ đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng vào bên trong để cùng trải nghiệm và tham quan khoa công nghệ hóa và thực phẩm. Các bạn sinh viên đã được áp dụng triết lý đào tạo, thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp rất tốt và áp dụng như thế nào. Thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng vào bên trong để trải nghiệm. Em xin mời chị Linh ạ. Cái phương thức giảng dạy thì chúng tôi cũng chú trọng cái tính hiệu quả, chứ không chú trọng về cái giờ giấc mà giống như cái phương pháp truyền thống trước đây. Trong những giờ học chúng ta có thể linh động và xen kẽ nhiều cái phương pháp khác nhau để làm sao cho sinh viên nó nắm được cái lý thuyết cũng như thực hành tốt nhất. Sinh viên vừa học vừa chơi vừa trải nghiệm và từ đó thì kết quả và thành tích của các bạn nó sẽ tốt hơn. Và nhà trường cũng sẽ tạo điều kiện cho các bạn nhận được những phần học bổng. Và hàng năm nhà trường có rất nhiều học bổng cho các bạn sinh viên. Riêng cái chương trình mà ngành công nghệ thực phẩm á, thì chúng tôi chú trọng vào cái sự liên kết, kết nối của các môn học rời rạc trong chương trình đào tạo. Đây là một trong những điểm bất cập mà một số chương trình đào tạo chúng ta gặp phải. Đó là sinh viên học các cái môn rời rạc, sinh viên không có cái khả năng hệ thống hóa hay là kết nối các cái kiến thức của các cái môn học đó, thì dẫn đến sinh viên sẽ không nắm được cái kiến thức tích hợp giữa các ngành và từ đó không tạo ra được một cái năng lực thực hành thực tế. Chúng tôi sẽ chọn những cán bộ giảng viên có trải nghiệm ít nhất là ngoài doanh nghiệp một khoảng thời gian nhất định. Tất nhiên là chuyên môn phải giỏi. Phải từ đó để tạo một cái nguồn cảm hứng cho sinh viên trong cái bài giảng của mình. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành định hướng phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu, đảm bảo về số lượng, trình độ học vấn và năng lực sư phạm. Đại học Nguyễn Tất Thành hiện là một trong những ngôi trường đứng đầu về số lượng và chất lượng của đội ngũ giảng viên. Mến, nơi Linh đang ngồi là khu vực tra cứu thông tin điện tử trong hệ thống thư viện của trường Đại học Nguyễn Tất Thành, là những chiếc máy tính đầy hiện đại dành cho các bạn sinh viên nằm trong tổng số 3.000 chiếc máy tính được trang bị cho các bạn sinh viên của ngôi trường này để có thể tra cứu những thông tin trên một nguồn dữ liệu mở vô cùng rộng lớn của thế giới công nghệ thông tin. Và không biết là ngay lúc này thì Nhung đang làm gì vậy? À, đây, em có một cái giấy khen muốn gửi cho các bạn và cũng như chị Linh xem. Đây là giải thưởng của các bạn sinh viên khoa quản lý tài nguyên môi trường đã đạt được giải 3 trong cái cuộc thi giải thưởng, đó là sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 19 năm 2017. Và với cái thành tích này thì đây không chỉ là các bạn nghiên cứu khoa học mà các bạn còn áp dụng rất là nhiều những cái công nghệ tiên tiến, công nghệ khoa học hiện đại vào trong cái học tập cũng như là quá trình nghiên cứu của mình. Cái này người ta gọi là sinh viên thời đại 4.0. Trường đào tạo gần 20.000 sinh viên thuộc 13 khoa với 5 khối ngành: sức khỏe, kinh tế, xã hội, nhân văn, kỹ thuật công nghệ, nghệ thuật, mỹ thuật. Số sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt tỷ lệ 95-97% mỗi năm, được nhà tuyển dụng đánh giá cao về trình độ chuyên môn, tính sáng tạo và tác phong công nghiệp. Năm 2018, Đại học Nguyễn Tất Thành tuyển sinh 5.700 chỉ tiêu bậc đại học theo hai phương thức: xét kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia, xét điểm học bạ lớp 12 với trung bình điểm cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển hoặc điểm tổng kết cuối năm đạt từ 6 chấm trở lên. Đặc biệt, trường sẽ tuyển sinh 5 ngành mới là Y khoa, Đông phương học, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật y sinh, Vật lý y khoa, đồng thời tuyển sinh thạc sĩ 3 ngành: Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Tài chính ngân hàng. Đối chị Linh là em đang dẫn chị Linh đi đâu á? Thì chắc là phải đi khám phá một khoa hay là một chuyên ngành học nào đó. Linh cũng đi đến nhiều trường rồi thì cũng thấy là mỗi trường lại có những cái khoa hoặc là những ngành học chuyên biệt mà rất là nổi bật của trường đấy. Dạ, đúng rồi, chị Linh đoán gần đúng một nửa. Chị Linh có nghe lắng tai nghe được thêm, có nghe được cái tiếng gì lạ? Dạ đúng rồi, em đang dẫn chị Linh đi tham quan khoa âm nhạc của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Một khoa mới thành lập chỉ có 2 năm thôi. Wow, trường mình đào tạo nhiều nghề nhở. Tức là các bạn mà học xong cái khoa này thì có thể ra làm ca sĩ, các sinh viên của chuyên ngành thanh nhạc luôn các bạn ạ. Dạ đúng rồi, và tất cả những sinh viên trong trường thì đều
nên là em xin phép cô là được vào một sở thị 1 giờ học ở lớp của cô. Tại vì em cũng nghe là các bạn sinh viên trường Nguyễn Tất Thành không chỉ được học các môn văn hóa mà còn được học thanh nhạc của cô Tuyết rất là hay. Mà em không hiểu tại sao là sinh viên đi học đại học mà lại còn được học thêm thanh nhạc nữa. Tức là ngoài các bạn chuyên ngành về thanh nhạc thì các bạn ở những khoa khác cũng được tiếp xúc với âm nhạc đúng không ạ? Thầy hiệu trưởng cũng như ban giám hiệu nhà trường để nói là ngoài cái đào tạo cho các em chuyên ngành thì muốn cho nó hoàn thiện, vì em thấy sinh viên mình không chỉ có ra bằng chuyên môn không và tâm hồn của họ với âm nhạc đưa đến cho hoàn thiện tâm hồn của con người mà và đưa, khi mà một người hoàn thiện tức là phải có chuyên môn, có âm nhạc và cả thể thao nữa cơ. Khoa âm nhạc phải nói là hội tụ rất là nhiều các khoa đến để cùng sinh hoạt, cùng tham gia học ngoại khóa và học và giao lưu. Đây là chứng nhận 3 sao của trường đại học Nguyễn Tất Thành đã đạt được của chuẩn quốc tế, đó là QS Star Anh Quốc. Đây là một cái tổ chức giáo dục rất là uy tín đúng không? Dạ đúng rồi, không chỉ 3 sao đâu mà trường đại học Nguyễn Tất Thành còn đang phấn đấu lên 4 sao, 5 sao trong tương lai nữa. Trên này Linh thấy có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là một trong những cái chứng nhận vô cùng quan trọng của các trường đại học. Dạ, đại học Nguyễn Tất Thành của em đã được top 20 trường đại học Việt Nam đầu tiên đạt được cái giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thế này thì là sinh viên của Nguyễn Tất Thành chắc chắn là rất là vinh dự đây đúng không? Dạ đúng rồi. Và đúng là mình không chỉ có những cái bằng khen, những sự chứng nhận của các tổ chức giáo dục Việt Nam, của Bộ Giáo dục mà còn các tổ chức quốc tế nữa. Dạ đúng rồi. Ở đây lại tìm ra thấy thêm một cái chứng nhận quốc tế của ASEAN University Network, tức là mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á đúng không Nhung? Dạ đúng. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là một trong những cái thành viên của tổ chức AUNQA. Dạ. Bản thân em là một sinh viên của trường, không chỉ tự hào mà em còn cảm thấy đó là cái nguồn động lực để riêng em hay tất cả cán bộ công nhân viên sinh viên sẽ phấn đấu hơn nữa, giúp cho trường sẽ còn đạt được nhiều cái danh hiệu, còn vươn xa hơn nữa đối với các trường trong quốc gia cũng như là thế giới. Trời ơi, sinh viên Nguyễn Tất Thành nói hay quá. Đại học Nguyễn Tất Thành tự hào là trường đại học ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam được công nhận đạt chuẩn quốc gia và quốc tế. Tháng 10 năm 2016, trường được xếp hạng 3 sao theo đánh giá của tổ chức kiểm định chất lượng quốc tế QSTAR Anh Quốc. Trong đó, hoạt động giảng dạy, khả năng nghề nghiệp, cơ sở vật chất được công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao. Đây là điều kiện quan trọng để khẳng định vị thế, nâng cao giá trị bằng cấp của sinh viên đã và đang theo học tại trường. Tháng 5 năm 2017, trường vinh dự nằm trong top 20 trường đại học đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường cũng đã chính thức trở thành thành viên liên kết của tổ chức AUNQA, mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Tất cả những điều này là minh chứng khẳng định uy tín chất lượng đào tạo của nhà trường không chỉ ở Việt Nam mà cả quốc tế. Định hướng của trường Nguyễn Tất Thành trong tương lai thì chúng tôi sẽ tập trung vào đáp ứng được cái yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền công nghiệp mới. Thì chúng tôi đã rất tích cực triển khai quyết liệt về vấn đề thay đổi cái chương trình đào tạo để đáp ứng được cái yêu cầu mà thực hiện được cái mô hình đào tạo 4.0 cho cả nước. Và đấy cũng là mục tiêu của nhà trường, để thực hiện được cái đảm bảo chất lượng bên trong của nhà trường cũng như là thực hiện để đạt được cái chuẩn 4 sao trong 2020 sắp tới. Và chúng tôi cũng đang xếp hạng trường trở thành trường top 400 của Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á. Thì đấy là một trong những mục tiêu lớn chiến lược của nhà trường để đảm bảo chất lượng và cũng như là đảm bảo cái tinh thần hội nhập quốc tế trong thời gian tới. Thì trường Đại học Nguyễn Tất Thành chúng tôi ngoài cái việc xếp hạng trường ra thì chúng tôi vẫn đảm bảo kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN của ASEAN. Và chúng tôi sẽ định hướng là kiểm định chất lượng toàn trường tất cả các ngành nghề để các em học sinh đảm bảo được là mình không những chỉ làm việc ở Việt Nam mà còn làm việc ở trong các nước, trong khu vực và quốc tế. Hàng năm, trường đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho cơ sở vật chất với gần 3.000 máy tính, hàng trăm phòng học lý thuyết và thực hành được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế.
Việc này nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của tập thể cán bộ giảng viên, sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành. Nhìn vào những thành tích đáng nể của sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành, có thể thấy các bạn ấy không chỉ là những người sinh viên siêng năng và nhiệt tình trong học tập và công tác, mà sẽ là những ứng cử viên tiềm năng của các vị trí công việc đòi hỏi mức độ khó khăn phức tạp trong tương lai. Điều đó khiến cho bất kể tất cả những ai là sinh viên của Đại học Nguyễn Tất Thành đều cảm thấy tự hào về môi trường của mình. Và để đạt được những thành tích trong suốt 19 năm hình thành và phát triển, thì trường Đại học Nguyễn Tất Thành luôn áp dụng triết lý đào tạo: thực học, thực hành, thực danh và thực nghiệp. Ngày hôm nay thì Linh tình cờ được chứng kiến một hoạt động rất là vui của các bạn sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, mà có lẽ là không chỉ vui thôi mà ẩn chứa sau đó là cái quá trình miệt mài nghiên cứu sáng tạo khoa học của các bạn nữa. Và Linh biết là cái hoạt động này thì nó cũng gắn liền với phương châm 4 chữ: thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp. Thì thầy có thể giải thích thêm cho em cũng như là các bạn khán giả truyền hình về cái triết lý này và nó đã được áp dụng như thế nào trong cái quá trình đào tạo, đặc biệt là trong cái hoạt động xe tiết kiệm nhiên liệu ở đây, được không ạ? Các em được đào tạo một môi trường rất là tốt, các em được thực hành một môi trường mà nhà trường đã liên kết với các cái doanh nghiệp để đưa các em đến đó được tiếp cận những công nghệ mới nhất. Các em sẽ ra trường, các em đáp ứng được ngay được công việc của xã hội đang cần, nhu cầu xã hội đang cần. Chiếc xe này thì được hoạt động như thế nào ạ? Xe này thì được gọi là xe tiết kiệm nhiên liệu, vì một chiếc xe máy mà bên ngoài chạy thì khoảng 50 km trên một lít xăng. Từ đây các em làm ra một chiếc xe chạy được đến 200 km trên một lít xăng. Và tốc độ thì sao ạ? Tốc độ thì vẫn là tốc độ chạy bình thường như là những xe bình thường chạy bên ngoài. À, đây là bình xăng của nó đây đúng không? Vâng, đúng rồi, đây là bình xăng. Đây là một cái mạch điều khiển điện tử được áp dụng đưa vào. Và đây là dùng khi nén, ứng dụng khi nén để mà điều khiển xăng này. Nó thay bên ngoài thì chỉ là bộ chế hỏa khí hoặc là bơm xăng. Thì ở đây dùng khi nén để điều khiển. Thì các em đã được lập trình cái mạch điện tử này để làm sao cho chiếc xe mình mà nó tiết kiệm nhiên liệu nhất. Không biết là các bạn sinh viên có điều kiện như thế nào thì có thể là đủ tiêu chuẩn tham gia vào cái dự án này của thầy ạ? Tất cả các em sinh viên từ khoa 1 cho đến khoa cuối, tức là em nào có đam mê, có những cái đam mê về xe sinh thái này thì các em đăng ký vào tham gia. Và các em được học tập, được là trải nghiệm môi trường như nhau để các em làm chiếc xe này. Nhìn các bạn sinh viên trường Nguyễn Tất Thành được lái này, mình cũng thấy ghen tị, mình muốn lái thử luôn. Chắc là các bạn khán giả truyền hình cũng thấy được những nỗ lực, những đam mê và đặc biệt là khả năng của các bạn sinh viên trường Nguyễn Tất Thành khi mà các bạn ấy có những cái mô hình mà nó gần với thực tế đến như vậy. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chủ đề này xuyên suốt trong chương trình ngày hôm nay với rất nhiều những điều thú vị khác nữa. Hãy cùng chờ xem nhé. Đại học Nguyễn Tất Thành là trường nằm trong doanh nghiệp nên hiểu rõ yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của các nhà tuyển dụng. Từ đó, trường đã đưa ra chủ trương, chính sách đào tạo hợp lý, gắn tuyển sinh với tuyển dụng, gắn đào tạo với cung ứng nguồn nhân lực, đồng thời tạo mối liên minh chiến lược giữa 4 nhà: nhà trường, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà nghiên cứu. Hiện trường hợp tác với hơn 1.500 doanh nghiệp, hoạt động đa lĩnh vực, bệnh viện, ngân hàng, khách sạn, doanh nghiệp về cơ khí điện tử, công nghệ thông tin, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên được đi thực tập, thực tế tại cộng đồng. Chị Linh đã đói bụng chưa? Cũng hơi đói. Vậy thì bây giờ em sẽ dẫn chị Linh đi chợ. Giới thiệu với chị Linh, đây là những thực phẩm sạch do chính các bạn sinh viên của khoa công nghệ sinh học trường Đại học Nguyễn Tất Thành trồng trọt và đem lên trưng bày bán cho giảng viên, nhân viên và sinh viên trong trường. Chào các bác. Các bác cho tôi hỏi là cà chua bao tiền một ký? À, là chú ơi, là cà chua là 30.000 một ký, nghĩa là xin một vị là một ký chẳng. À, dạ. Thế còn dưa chuột ạ? Dạ, 25.000 một ký. Thế là trồng trong nhà kính trên Đắk Nông á chị. Trồng ở trên Đắk Nông? Dạ, trồng trong nhà kính. Ồ, dạ. Thế tức là các bạn là nhập hàng về hả? Những cái nông sản dưa leo, cà chua thì mình nhập từ, mình lấy nông sản từ Đắk Nông chuyển về. Trên đó cũng có một khu công nghệ cao của trường là cho học sinh và cho học sinh viên khoa đó và cũng giảng viên trồng để thực nghiệm và ban lên để em bán để cho giới thiệu cho trường và các giảng viên biết là trường mình đã trồng được những gì. Trường tạo cơ hội cho học sinh để có những cái kinh nghiệm để thực hành để trồng các sản phẩm sạch, trồng theo hai phương pháp như là thủy canh và thủy canh. Wow, trời ơi, thế là các bác là những người nông dân vừa trồng rau rồi vừa học xong rồi mang rau đến trường bán. Bình thường có bán chạy không?
Dạ có ạ. Thế cái này thì các bác bán theo cân hay bác bán theo mớ? Theo ký chị. Thế là một bịch đó người ta ấy sẵn cho em là nửa ký là 25 ngàn. Bác thử cân lên tôi xem có đúng nửa ký không nào. Đó, có cả cân luôn. Có đúng nửa ký chị. Vô cùng chuyên nghiệp luôn. Đúng nửa ký. Dạ. Thế bác cho tôi lấy rau cải. Rồi. Chị muốn lấy cái gì nữa không chị? Rau diếp cá. Chị Linh rất thích ăn rau diếp cá. Đúng rồi, rau diếp cá rất mát. Và một, đây là một ký. Dạ, một ký ạ. Một ký cà chua. Khách sộp luôn nha. Không cần phải quảng cáo nhiều mà mua luôn. Chị có lấy thêm dưa leo gì không? À, thế chị chuẩn bị lấy hết cả sạp hàng của em luôn ha. Quá tốt rồi. Là không chỉ tạo điều kiện cho sinh viên khoa công nghệ sinh học mà đây còn là mô hình tạo điều kiện cho các nhân viên trong trường bận rộn làm việc không có thời gian đi chợ để mua những cái thực phẩm sạch này được. Wow. Thì bán tại trường, các nhân viên làm ra thì mình có thể ghé mua luôn và mình không cần phải mất công đi chợ bên ngoài mà thực phẩm lại không có được sạch sẽ như ở đây. Dạ, đây là của chị đây, em cảm ơn chị luôn ạ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các bác nông dân. Cảm ơn các bạn sinh viên nha. À, về cái kỹ năng thì em học được cái này là em có thể giao tiếp tốt hơn với mọi người, mình có thể được thỏa thích khám phá của mình, tạo TV được có nhiều sức sáng tạo, có thể là tạo được nhiều sản phẩm hơn, nhân giống nhiều loại hơn. Trước thềm kỳ thi toàn quốc lớp 12 sắp tới thì chúng tôi mong rằng các em là có sức khỏe tốt và tự tin hơn trong những cái việc mà thể hiện cái kiến thức của mình đã học tập được trong suốt 12 năm qua để thể hiện trên bài thi của mình có những cái thành tích tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Và mong muốn là các em sẽ chọn được ngành nghề và chọn được cái trường mà mình yêu thích nhất. Quả thật là trải nghiệm rất thú vị ở trường Nguyễn Tất Thành ngày hôm nay đã khiến cho Linh cũng như tất cả quý vị khán giả truyền hình có thêm những thông tin và sự lựa chọn về một ngôi trường mà sẽ là một ngôi trường tiềm năng, một ngôi trường mơ ước của rất nhiều bạn học sinh trong tương lai. Dạ vâng, em xin cảm ơn chị Linh và xin cảm ơn chương trình rất nhiều vì ngày hôm nay đã tạo cơ hội cho em được giới thiệu về trường của mình đang theo học, ngôi trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Và em cũng xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn sĩ tử sẽ có được những lựa chọn đúng đắn của mình trong tương lai về nghề nghiệp cũng như là chọn trường học. Cảm ơn Nhung rất là nhiều và xin chào tạm biệt, chúc em sẽ có thật nhiều sức khỏe và sẽ luôn xinh tươi như thế này nhá. Dạ vâng, cảm ơn chị Linh. Cảm ơn em, xin chào em. Quý vị khán giả thấy đấy ạ, thêm một cơ hội, thêm một lựa chọn nghề nghiệp cho tất cả chúng ta khi mà chúng ta đến gần hơn với cánh cửa của ngôi trường đại học. Chọn trường không còn là một điều gì quá khó khăn phải không quý vị và các bạn? Hãy cùng theo dõi chương trình Chọn Trường Ư Chuyện Nhỏ được phát sóng trên VTV2 vào những chương trình kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.